của ca phẫu thuật của chúng tôi vừa thực hiện xong, size 300 và 320 với một khách hàng cao trên 1m6, có tuyến vú nhưng mà hai bên nó không đều nhau. Các bạn có thể biết rằng bên nào là 300, bên nào là 320 không? Tôi nghĩ là rất là khó, mà nhìn hai bên bây giờ đang rất là cân nhau. Bên phải thì bên phải tức là bên này chúng tôi đặt size 300, còn bên trái tức là bên này chúng tôi đặt 320. Đấy. Rất là khó để phát hiện được đâu là bên to bên nhỏ, đúng không? Và chúng ta có thể thấy rằng là cái khe ngực rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp và rất là tự nhiên. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ngực. Những cái ca đặt được đơn thuần như thế này thì nó thường là dễ. Tuy nhiên thì lát nữa chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn xem một cái hình ảnh trước khi phẫu thuật. Ở đây là một trong những trường hợp ngực nó có xu hướng hình ống, tức là hình sừng, như kiểu hình sừng trâu, tức là nó nhọn nhọn mô tuyến. Vì vậy mà để tạo được cái bầu ngực nó tròn, nó căng như này thì chúng ta sẽ phải sử dụng dùng cái kỹ thuật đặt Dupré, đặt hai lớp để giúp cho nó căng hơn. Vâng, các bạn có câu hỏi gì thì cứ comment nhé. Giơ tay cao như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại, hạ cánh là phải có một đường dài. Giơ tay như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại, hạ cánh là phải có một đường dài, hạ cánh là phải có một đường dài.